Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2019. Hôm nay mình lại quay lại video tại vườn nhà mình để các bạn cùng xem sự phát triển từng ngày của vườn nhà mình. Có lời gì chưa hay, mong các bạn thông cảm vì mình cũng không phải là người biết khéo nói hoặc là khéo giới thiệu một điều gì cả. Bạn thông cảm cho mình. Cho mình đang cho bạn xem. Bây giờ nó cũng rơi vào tầm độ 6 giờ rồi, 6 giờ tối rồi, nên là hình ảnh nó không